Sao vậy? Dậy đi mẹ. Có chuyện gì vậy? Ủa, đây là đâu vậy? Sao tự nhiên mẹ chóng mặt quá? Con, dạ. mẹ nhớ là mẹ con mình đang ở nhà. Thằng Bảo nó cho người tới tặng tivi cho mẹ con mình mà. Mẹ ơi, mẹ ơi, mấy người đó chụp lúc mai bắt mình tới đây á. Phải tìm lối thoát mới được con ơi. Chị bắt tôi với mẹ. Ai mượn mày nhiều chuyện, đi điều tra này nọ, còn mẹ của mày dám cho thám tử theo dõi tao? Có phải chị, chị liên quan đến cái chết của ba, cho nên chị mới sợ tôi điều tra? Ổng đáng chết, và cái chết cũng tự ổng gây ra. Cũng như mày với con mụ già này vậy. Tao phải báo công an bắt mày. Mẹ ơi, mấy người đừng đánh mẹ tôi mà. Mẹ ơi, tôi nói cho bà biết thì bà còn cơ hội báo công an sao? Chị nên làm gì mẹ con tôi? Mày làm nhiều chuyện á, mày coi chừng mày bị quả báo đó. Đừng có đánh mẹ nữa. Mẹ, quả báo, quả báo là gia đình của bà kìa. Mẹ ơi, bà có nhớ ngày xưa gia đình của bà đối xử với tôi như thế nào không? Bây giờ còn âm mưu cướp anh Bảo của tôi nữa hả? Yên tâm đi, mẹ ơi, tôi biết nghĩ tình xưa lắm. Tôi sẽ không giết mẹ con của bà liền đâu. Như vậy thì quá nhẹ nhàng cho mẹ con của bà. Bà thương con gái của bà lắm chứ gì, còn muốn nó cướp anh Bảo thế chỗ của tôi nữa hả? Còn mày cũng hay lắm, giả bộ hiền lành đáng thương để anh Bảo phải binh vực mày. Mày không được làm hại con tao. Mày muốn trả thù thì trả thù tao nè. Đừng có đánh mẹ nữa. Mẹ ơi, mẹ, con nhỏ này cũng xinh đẹp đó chứ, mấy anh thích thì cứ việc. Chị cho phép tiền hả chị? Chị nói cái gì vậy? Tất nhiên, bắt mẹ của nó kiếm. Không được. Đừng. Mẹ ơi, không được. Mẹ ơi, không được làm hại con tôi. Giải quyết hai mẹ con nó sao đây? Tất nhiên phải thủ tiêu, nhưng kỳ này phải đốt xác cho tôi để tránh trồi lên như ông già kia mắc công việc phức lắm. Tiền công của anh đó, giải quyết hai mẹ con nó liền trong đêm nay đi. Ngày mai còn có vụ khác nữa. Ai vậy? Người quen cũ của anh. Đừng quay lại! Mẹ!
ông chủ thấy sao rồi? Lúc này sao tôi thấy thường mệt tim lại, uống thuốc nhiều hơn ăn nữa mà không thấy đỡ chút nào. Chắc tại bị thằng Bảo nó chọc tức. Nó đã về chưa chị? Dạ, hồi nãy cậu Bảo có điện về, nói là tối nay cậu ở công ty làm việc rồi ngủ lại luôn. Cái thằng lại không về nhà ngủ nữa. Chắc là cậu Bảo hết yêu cô Nguyệt rồi đó ông chủ. Cái gì? Nó ông chủ à. Ông chủ đừng có giận, có hại tới sức khỏe đó. Tôi sẽ không cho nó bỏ cô Nguyệt đâu. Ông chủ thiệt thương cô Nguyệt quá. Là tôi có lỗi với nó, tôi muốn bù đắp cho nó. Trên đời này có nhiều chuyện không thể nào bù đắp được đâu ông. Dù biết như vậy nhưng tôi vẫn muốn cố hết sức. Sắp tới lễ rồi, chỉ có về quê chơi thì cứ về. Tôi cũng đâu còn người thân đâu mà về. À, tôi có nghe chị Bảy kể về hoàn cảnh của chị. Tôi đâu được may mắn như ông chủ có tới hai thằng con trai. Lúc nào tôi cũng nhớ đến chồng và đứa con đã chết mà đau xót trong lòng. Tôi hiểu cảm giác của chị mà. Tôi cũng từng mất đi vợ và đứa con trai. Họ chết cũng là lỗi do tôi, lại còn liên lụy nhiều người nữa. Thôi, chị đi nghỉ đi. Dạ, thưa ông chủ. Lắm hả? Chị đã nói là chị không trở lại đây nữa mà. Chị cũng không muốn trở lại đây đâu, nhưng tại chị có nỗi khổ riêng. Nỗi khổ của chị là chị bỏ chồng muốn quay lại với anh Bảo chứ gì. Chị tưởng tôi không biết là chị đã gặp anh Bảo rồi sao? Chị đã nói hết cho anh biết sự thật, để bây giờ anh muốn ly dị tôi kìa. Chị chỉ vô tình gặp lại anh Bảo thôi, là do anh phát hiện ra chị. Chị cũng không nói sự thật cho anh biết. Em tin chị đi mà. Được rồi, em tin chị. Em khát nước quá, chị không muốn mời em vào nhà hả? Em vô nhà đi.
Em ngồi ở đây. Tưởng là tôi còn tính gì hay sao? Chị đối xử với tôi như vậy, chị đừng có trách tôi. Dạ. Đem nhốt chị lại. Dạ. Đã ác thì phải ác cho tới. Giam nó thì có ngày cũng sẽ bị phát hiện. Chỉ có cái chết mới vĩnh viễn im lặng. Chỉ cần một nhát rồi đốt xác giống như con mụ già và con nhỏ hôm qua. Là chị em thôi. Chỉ khi nào chị vĩnh viễn biến mất thì mọi thứ mới là của em. Các người muốn làm sao thì tùy, nhưng phải sạch sẽ. Được rồi, yên tâm đi. Chủ quán, tính tiền. Dạ, chờ chút. Cắm vài cái sừng cho thằng Nam cũng được. Anh anh làm gì vậy? Anh Sơn, anh làm cái gì vậy? Dạ thưa ba. Ủa? Thằng Bảo nó không về với con sao? Con đi taxi về riêng mà. Ba cũng la rầy, mà càng ngày á nó càng cứng đầu. Nếu con thương nó, con hãy kiên trì kéo nó về. Nếu mà làm căng á cũng không có hiệu quả với nó đâu con. Anh Bảo phụ con, chứ con lúc nào cũng thương ảnh hết. Thôi con lên lầu đây ba. Ừ. Chuyện gì vậy con? Ba. Hả? Con người gửi clip của anh Bảo đến cho con nè ba. Chắc là anh đang ở với hai đứa rồi. Gọi điện lại đó để ba nói chuyện với nó. Dạ. Anh tắt nguồn rồi ba. Thằng này quá lắm. Lần này về nó mà còn cãi ba, ba sẽ bãi nhiệm chức tổng giám đốc của nó. Alo, cô là ai? Cô đang ở cùng với anh Bảo đúng không? Cô là vợ thằng Bảo đúng không? Đúng rồi, anh là ai? Cô thấy đoạn clip lúc nãy rồi chứ? Thằng Bảo đang ở trong tay chúng tôi. Nếu con muốn nó an toàn thì đem 10 tỷ tay chuột nó. Còn nếu con báo công an thì hãy chờ nhận xét nó đi. Alo, alo. Có chuyện gì vậy con? Anh Bảo bị bắt cóc rồi ba. Cái gì? Thằng Bảo bị bắt cóc hả? Cái clip hồi nãy là của tụi nó gửi cho con. Tụi nó đòi 10 tỷ tiền chuột. Trời ơi. Dạ, đang có chuyện gì mà mọi người căng thẳng vậy? Anh con á bị bắt cóc rồi. Cái gì? Ba, ba nói thiệt sao? Ba ơi, mình đi báo công an đi ba. Chị điên hả? Chị báo công an chị hại chết anh hai đó. Báo công an thì bước di động được tụi nó dưới anh hai rồi sao? Nhưng biết đâu công an bắt được tụi nó, cứu được anh Bảo, đưa tiền chuột cho tụi nó, liệu tụi nó có tha cho anh Bảo không? Tụi nó chỉ cần tiền chuột thôi. Đưa tiền thì nó thả người, ngu gì giết người cho phạm pháp. Ba, nhà mình có tiền mà. Ba đưa tiền đi cứu anh hai đi ba.
Bảo công an tụi nó giết anh hai đó ba. Đừng nghe lời chị hai suối bậy bạ. Ba, bây giờ mình tính sao hả ba? Đảm bảo an toàn là quan trọng nhất. Tụi nó cũng chỉ cần tiền chứ chưa dám làm cái gì đâu. Bây giờ trời tối rồi, để mai được tính. Người bắt tôi để làm gì? Có con thì gặp trực tiếp nói chuyện đi. Mau thả tôi ra. Bắt mày để tống tiền chứ chị. Mày chờ tao nhận đủ tiền đi rồi tao thả mày ra. Tôi nói bắt anh là để tống tiền, nhưng sao tôi nói lại bắt em? Không lẽ tôi nói làm em lại Dương sao? Chắc vậy. Em biết thằng cầm đầu nó là sao? Nó từng đâm anh Nam bị thương và giết Lệ. Em đừng lo, anh nhất định sẽ không để em bị chuyện gì đâu. Chuyện sống chết đối với em không còn quan trọng nữa. Nếu có chuyện gì xảy ra, anh phải lo cho bản thân mình trước, đừng có lo cho em. Em là người anh yêu thương nhất. Nếu không bảo vệ được em thì anh sống còn ý nghĩa gì nữa? Anh nói như vậy, anh nhầm lẫn rồi. Tình yêu của anh là dành cho Dương. Anh không hề yêu Dương. Anh sống với Dương bằng tình yêu trước đó với em. Khi gặp lại em, anh biết trong lòng mình chỉ có mình em mà thôi. Em không còn yêu anh nữa. Em có chồng rồi. Không, em đừng có nói dối. Ngọc nói với anh, em và anh chàng dưới Sóc Trăng chỉ là vợ chồng hờ thôi. Em không yêu anh ta nên mới bỏ đi. Không phải như vậy đâu. Nguyệt, em sao vậy? Em đau bụng quá. Em lại đau nữa rồi. Em dựa vào anh đi. Em cố lên nha. Sẽ không sao đâu. Cố lên nha em. Em lo cho thằng Bảo sao? Có gì phải lo. Anh ta xảy ra chuyện, đỡ tốn công em tìm cách loại trừ. Ba. Chú. Tiền đã đủ rồi. Tụi nó có liên lạc lại chưa? Dạ chưa ba. Sao kỳ vậy? Alo. Chuẩn bị tiền xong hết chưa? Xong rồi. Các người nói địa chỉ đi, tôi sẽ đem tiền đến. Được, đúng 7 giờ tối nay xuất phát. Chỉ một người cầm tiền và đi xe máy. Chúng tôi sẽ điện thoại và nói địa chỉ cho người đó. Tụi nó nói gì vậy con? Nói là mình cử một người đi giao tiền, nó sẽ liên lạc địa chỉ với người đó. Với lại nó nói mình chỉ được đi xe gắn máy thôi. Ba, chị hai là phụ nữ đi không tiện đâu. Để con đi cho. Như vậy thì nguy hiểm lắm. Con có thể lo được,
Ba yên tâm đi, con muốn cứu anh hai mà. Chú à, con nghĩ là nếu như mà tụi nó có tiền chuộc thì chắc chắn là tụi nó sẽ thả người thôi. Chú cứ để Vinh đi, con sẽ bám theo sau hỗ trợ cho nó. Được rồi, vậy thì Vinh đi giao tiền đi. Ba sao vậy? Chú à, ba hơi mệt, ba lên phòng ba nghỉ một chút. Dạ. Sao rồi Nguyệt? Các người vô đi, tôi muốn nói chuyện. Các người đâu rồi? Mày la cái gì vậy? Các anh bắt lầm người rồi. Cô này không phải là Nguyệt vợ tôi, mà là chị song sinh của Nguyệt. Cô không liên quan gì hết. Bây giờ cô đang bệnh nặng, các anh hãy đưa cô tới bệnh viện đi. Nhốt mình tôi là đủ rồi. Tôi sẽ điện thoại kêu người nhà đưa thêm tiền cho các người. Chắc trước khi ra đi, mày cũng muốn biết tại sao là như vậy. Gia môn của tụi bay cũng thật sự bất hạnh thiệt. Con này thì là vợ mày, con Nguyệt kia tao bắt cóc nó. Còn mày, chính thằng em mày bày kế hoạch kêu tao bắt cóc mày. Thiệt là quan gia đã đến lúc tận số. Đợi thằng em mày tới thì tao sẽ tiễn tụi bay bằng ba quả lửa theo yêu cầu của khách hàng. Ai kêu anh làm? Cái gì? Là ai hả? Mày tỉnh lại đi. Cái này thì tao chịu thua, tao không thể tiết lộ danh tánh được. Mày muốn biết hả? Xuống Diêm Vương mà hỏi. Vậy nha, bây giờ mày cứ thạch thản ngồi ở đây chờ chết hả? Chị hai. Alo. Sao rồi, có tiền chưa? Tôi nghe nè. Ai là người giao tiền? Được rồi, hãy liên lạc với người này. Alo. Mày là ai? Tôi là em của anh Bảo. Mày đem tiền tới vòng xoay rồi tao liên lạc với mày tiếp. Rồi, tôi biết rồi. Tụi nó nói gì vậy? Tụi nó không cho biết địa chỉ mà kêu em chạy thẳng tới vòng xoay rồi tụi nó gọi tiếp. Chị hai à, em cầm điện thoại của chị hai theo nha. Con đi với ba. Cẩn thận nghe con. Con biết rồi. Chú à, cô sẽ đi sau hỗ trợ cho Vinh. Dạ con đi nghe. Cầu mong cho mọi người được bình an. Thì mới xử được chứ. Đưa đây. Nè, vợ đó, xử lý là chuyện giết con tin cho tôi. Sai rồi, là giết con tin và người đưa tiền chuộc. Xử nó cho tao. Nè, đâu, nhẹ thôi. Nè. Tại sao có bao nhiêu đây? Mày giỡn mày với tao hả?
Tao đâu có ngu. Tao bỏ bớt nhà rồi. Lỡ tụi bay lật lộn cướp hết rồi sao? Nè, thả tao ra đi. Có gì hợp tác lâu dài. Rất tiếc, mày chỉ là con mồi chứ không phải là đối tác của tao, hiểu chưa? Mày giết con tin cho tôi. Sai rồi, là giết con tin và người đưa tiền chuộc. Xử nó cho tao. Đau, 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 đau. Nhẹ 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 thôi. Nhẹ nhẹ. Tại sao có bao nhiêu đây? Mày giỡn mặt với tao hả? Tao đâu có ngu. Tao bỏ bớt cái nhà rồi. Lỡ tụi bay lật lọng cướp hết rồi sao? Nè, thả tôi ra đi. Có gì còn hợp tác lâu dài. Rất tiếc, mày chỉ là con mồi chứ không phải là đối tác của tao, hiểu chưa? Đổi ra lại. Tao nhẹ nhàng thôi. Thả tôi ra đi. Nè, thả tôi ra. Nè, nè, tôi xin mấy anh thả tôi ra đi. Bây giờ mấy anh cần bao nhiêu tiền? Cầm bao nhiêu tiền tôi đưa hết cho mấy anh. Mày gian xin gì đi nữa. Bây giờ tao chỉ làm theo lệnh. Đối tác của tao là muốn tụi mày chết chung hết. Nè, tôi xin anh, tôi chưa có vợ. Mày cản thôi đi. Bảo ơi, đừng đánh mà. Mày đổ xăng đi. Dạ. Nè, được rồi, tôi xin anh đó. Đừng giết tôi mà. Được rồi, thả tôi ra đi. Cầm bao nhiêu tiền tôi cũng đưa hết. Đừng giết tôi mà. Thôi tôi đang nỉ đó. Đừng giết tôi. Đừng giết tôi mà. Tôi đang nỉ đó. Cầm bao nhiêu tiền tôi đưa hết. Tôi kêu ba tôi đưa. Ba tôi giàu lắm. Đừng có giết tôi mà. Đừng có giết tôi. Đừng có giết tôi. Cầm bao nhiêu tiền tôi đưa hết mà. Đừng có giết tôi. Đừng có giết tôi. Thả tôi ra đi. Tôi không muốn chết đâu. Cô thiếu gia, cô thiếu gia, cô thiếu gia, cô thiếu gia, cô thiếu gia. Anh tỉnh rồi hả? Dương Dĩ Dinh đâu? Họ cũng được cứu, đang nằm ở bên cạnh đó. Anh đi đâu vậy? Hả? Tôi đi tìm Nguyệt. Anh tránh ra. Xin bác sĩ giữ kín chuyện này giùm tôi. Được rồi, nếu cô muốn như vậy thì tôi sẽ không nói. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Dương à, em có sao không? Em không sao. Nguyệt, bác sĩ, tình hình của Nguyệt sao rồi bác sĩ? Dạ, tạm thời thì sức khỏe của cổ đã ổn, nhưng cổ cần nằm lại viện vài ngày để chăm sóc. Bác sĩ à, Nguyệt vẫn hay đau bụng và sốt. Bác sĩ khám giùm coi Nguyệt có bệnh gì trong người không. Sao cứ bị như vậy hoài? Không sao đâu, chỉ là do sức khỏe của cổ yếu thôi. Chỉ cần bồi bổ thời gian là cổ khỏe lại liền à. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Dạ. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Em thấy trong người sao rồi? Em không sao. Anh Bách à? Hả? Sao tụi em lại ở trong bệnh viện như vậy? Là chú cứu tụi em đó. Ba. Chú. Ba đã cứu tụi con sao ba? Thật ra lúc thằng Vinh nó nói sẽ lập công ty, ba không yên tâm, đợi nó sẽ phá cái gì nữa, nên ba cho người theo dõi nó. Thì người của ba phát hiện nó có hẹn gặp một thằng giang hồ để bàn chuyện gì đó. Lúc đầu ba không nghĩ nó bày ra kế hoạch bắt cóc con đâu, nhưng thấy thái độ của nó khi con bị bắt thì ba khẳng định nó có vấn đề. Nó làm gì mà lo cho con như vậy? Nhưng dù gì nó cũng là con của ba. Ba không muốn báo công an làm lớn chuyện nên cho người bám theo nó. Lúc tụi giang hồ rút đi thì người của ba đã vô cứu kịp mấy đứa ra. Anh bám theo thằng Vinh, nhưng mà giữa đường thì xe của anh bị hư, cho nên cũng may là đã có người của chú đến kịp lúc đó. Con là Dương đúng không? Bác cũng mong gặp con lâu lắm rồi. Bác nghe con Nguyệt nói tụi nó bắt lầm
tử con là con Nguyệt. Dạ. Ủa, bộ ba đứa có chuyện gì sao? Tôi im lặng vậy. Ba, thật ra là dạ, không có gì đâu bác. Có những chuyện xảy ra không cách nào trở lại được. Bác cũng đừng nên buồn phiền nữa. Bác cũng đang có bệnh mà. Lúc này sức khỏe của bác có tốt không? Bác vẫn khỏe. Thằng Vinh nó có sao không ba? Bác không quan tâm tới nó. Bác còn nói với nó đi ra khỏi nhà, đừng bao giờ gặp mặt chú nữa. Chú không có đứa con mất dạy. Ba. Chú à. Ba, ba đừng giận nữa, ảnh hưởng tới sức khỏe. Mọi người cũng đã không sao rồi mà ba. Ba, ba về nghỉ nha. Ba về nghỉ đi ba. Bác về nghe con. Dạ. Thôi anh qua thăm thằng Vinh nghe. Dạ. Sao hồi nãy em không cho anh nói sự thật với ba? Anh nói ra chỉ khiến bác thêm buồn thôi. Mình cũng có quay lại với nhau được nữa đâu. Anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Anh sẽ ly hôn với Dương. Anh yêu em nhiều lắm. Mình cũng không vi phạm luật hôn nhân. Chỉ cần mình ở bên nhau là được. Cứ mặc kệ cái nhìn của người khác. Nhưng em làm không được. Từ lúc anh và Dương kết hôn thì em đã không còn tình cảm gì với anh nữa rồi. Anh buông bỏ đi. Em rất thương chị Dương. Hạnh phúc của chị cũng là hạnh phúc của em. Anh bảo nếu anh thương em thì anh hãy trở về với chị Dương đi. Bao dung cho chị và yêu thương chị. Đừng để chị làm đường lạc lối nữa. Có được không anh? Anh bảo. Em nghĩ đi. Anh qua thăm thằng Vinh. Bà đuổi em đi thiệt sao? Em cũng biết chú rất thương thằng Bảo mà. Nhưng em cũng xem chết cháy với ông Bảo đó thôi. Chú vốn thiên vị. Thôi, để mai em xuất viện, anh sẽ tìm nhà trọ để thuê cho em. Em ở tạm nghe. Em sao rồi Vinh? Anh qua đây làm gì? Thì anh qua thăm em. Tôi bày mưu bắt cóc anh, tính thủ tiêu anh nữa kìa. Anh qua đây thăm tôi làm cái gì? Ba không có ở đây đâu. Anh khổ diễn không ai coi hết. Mình là anh em rồi. Anh thật lòng rất thương em. Em bình tâm mà nhìn lại thời gian qua đi. Coi anh có diễn hay không. Tôi mệt rồi, tôi muốn ngủ. Được rồi, anh về phòng. Thằng Bảo đúng là quá khôn khéo. Hai em mất chức như vậy, bây giờ là diễn trò anh em tình thâm nữa mới ghê chứ. Chuyện em mất chức là do bà Nguyệt chứ không phải ổng. Có lẽ là anh Bảo tốt với em thì. Nhưng mà nè, em tin Bảo thiệt sao? Em không biết nữa. Anh về đi, em muốn ngủ. Được rồi, em nghỉ ngơi đi. Ngày mai anh sẽ tới đón em xuất viện.
Chào chị. Chào cô, mời cô ngồi. Chị tìm tôi có chuyện gì sao? Tôi biết cô có khả năng hòa giải. Tôi muốn khai thác điểm mạnh này của cô. Chị nói như vậy là có ý gì? Nếu cô còn muốn hợp tác với tôi thì chúng ta sẽ bàn công việc. Cụ thể công việc là gì? Để xem tôi có đủ khả năng hay không. Tôi biết cô có thừa khả năng, chỉ thiếu tiền để sinh hoạt thôi, đúng không? Công việc là như vậy. Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi không có bán nhà cho công ty mấy người, còn tới đây chi nữa? Dạ, công ty tụi con thật sự muốn mua lại nhà của chú. Bây giờ công ty của tụi con chấp nhận trả giá cao hơn hồi trước nữa. Chú ơi, chú suy nghĩ lại đi. Tôi đã nói rồi, tôi sinh ra và lớn lên ở đây, cho dù có chết tôi cũng chết ở đây nè. Mấy người có trả giá cao cỡ nào tôi cũng không bán đâu. Chú. Trời ơi, ba. Gì? Công ty người ta đã mua giá cao, lại còn giới thiệu cho ba mua đất ở chỗ khác nữa. Ba bán đi ba. Bán xong rồi ba mua một mớ ở chỗ khác để ba dưỡng già. Chứ ba muốn sao? Nhà của tao, tao muốn bán hay không là quyền của tao. Dạ, thưa chú, chú suy nghĩ lại đi chú. Hay là chú muốn giá bao nhiêu chứ cứ nói đi ạ. Cô không có lỗ tai hả? Tôi đã nói không bán là không bán, cô làm phiền quá đi. Đúng là bực thiệt mà. Tiền tới tay mà lấy không được. Chị Nguyệt ơi, chị Nguyệt. Vào đi. Chị Nguyệt, em ngồi đi. Dạ. Việc thu mua căn hộ đó tới đâu rồi? Dạ, em đến gặp chị để nói về vấn đề này. Chủ nhà đó, ông không chịu bán. Em có thương lượng trả giá cao hơn như chị nói không? Dạ có. Em có thương lượng y như chị nói. Nhưng chú đó nói là không cần tiền. Ông có nhiều tình cảm trong ngôi nhà nên ông không bán. Mà em có tích cực tới thuyết phục ổng hay không? Dạ có. Ngày nào em cũng tới em thuyết phục ổng hết. Nhưng mà em đều bị ổng đuổi về. Hay mình tìm mua chỗ khác nha chị. Không được. Vị trí đắc địa như vậy đâu phải dễ tìm. Nó nằm ngay trước công trình. Mà trong công trình thì không có thiết kế siêu thị. Dạ. Chị nhất định phải mở siêu thị ở đó. Thôi được rồi, em đi về đi. Để chị suy nghĩ cách thuyết phục họ. Dạ, em cảm ơn chị rất là nhiều. Nếu cần gì, chị cứ gọi cho em. Được rồi, em đi về đi. Dạ, em chào chị. Chị đi đâu á? À, cậu Vinh gọi điện về nói tôi lấy quần áo cho cậu. Đồ của nó đó, chị đem đi hết đi. Vào đi. Ba ngồi đi ba. Con còn mệt hả? Dạ, con đã xin nghỉ phép mấy ngày rồi. Bộ có chuyện gì sao mà con xin nghỉ phép hoài vậy? Hiện giờ con không có tâm trạng làm việc ba. Có chuyện gì vậy? Nói ba nghe coi. Không có gì đâu ba. Chỉ là gần đây xảy ra nhiều chuyện quá. Con cũng không sao rồi. Ba bỏ qua cho thằng Vinh đi nha. Con đừng nhắc tới nó nữa. Lần trước nó phạm lỗi, ba đã tha cho nó rồi. Rồi lần này lại bày mưu bắt cóc con. Chừng nào nó biết ăn năn hối cải thì ba mới chịu nhìn mặt nó. Con nghĩ đi. Thật sự tên không biết là em bị bắt chung với Bảo. Cũng may là người của chú đã cứu em kịp thời. Anh thật sự không ngờ Quyệt lại đối xử với em như vậy. Chắc xuất viện rồi, em sẽ đi tìm chỗ khác ở, xa thành phố một chút. Dương à, em yên tâm đi, đã có anh ở đây.
Nhất định anh sẽ không cho bất kỳ ai làm hại em nữa. Anh sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về anh và em. Anh Bách, em nghe anh nói nè. Lúc xưa anh cứ nghĩ Nguyệt là em, cho nên anh đã bỏ mặc không quan tâm tới em. Em cũng biết là người anh yêu từ lúc nhỏ tới giờ vẫn là một mình em mà. Em đã ly dị với Nam và em không thể nào trở lại với Bảo được. Em à, em có thể chấp nhận tình cảm của anh được không nha? Để một thời gian nữa thôi, mình sẽ cùng nhau xây dựng cuộc sống mới. Anh Bát à, anh đừng có như vậy mà. Em chỉ coi anh như người anh thôi. Lúc nhỏ cũng như vậy và bây giờ cũng vậy. Em trả lời cho anh biết đi, anh có điểm gì không bằng thằng Bảo mà em không chọn anh lại đi chọn thằng Bảo chứ? Không phải đâu anh. Bây giờ em không còn yêu anh Bảo nữa. Anh rất tốt, chỉ là có những thứ cảm giác không thể nào thay đổi được thôi. Anh lúc nào cũng như người anh trai tốt của em. Em không muốn tụi mình đánh mất đi tình cảm tốt đẹp này. Đúng là không có ai yêu anh hết. Không phải đâu, chỉ là anh Bách chưa gặp được thôi. Anh Bách là người tốt, lại là người thành đạt nữa. Em tin anh sẽ tìm được tình yêu của mình. Cũng tối rồi, anh Bách đi về nghỉ đi. Anh đi làm cả ngày rồi còn gì. Có gì cần em cứ gọi điện cho anh nghe. Dạ. Sao anh không nằm trên giường mà nằm đây? Anh nghĩ là mình nên ngủ riêng. Đợi ba khỏe, anh sẽ nói chuyện ly hôn. Chị hai đã nói là không quay lại với anh nữa rồi. Dì Nguyệt không quay lại với anh, anh cũng không thể chung sống với em được nữa. Anh đã nói lý do rồi mà.
Cháy! Lửa! Lửa! Cháy! Cứu! Cứu! Cháy! Lửa! Cứu! 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 Ý trời! Ông chủ ơi! Trời ơi! Ông chủ! Ông chủ có sao không? Dạ 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 dạ! Dạ đợi tôi một chút! Trời ơi! Cậu Bảo ơi! Cô Nguyệt ơi! Ông chủ bị sao nè? Có chuyện gì vậy? Dạ dạ! Ba! Ba sao vậy ba? Cậu ơi! Công an hình sự gọi nè. Alo. Cậu có phải là người thân của cậu Vinh không? Dạ đúng. Tôi là anh của Vinh đây. Có gì không anh? Xin thông báo với gia đình. Vinh bị sao? Vinh đã chết rồi. Thằng Vinh. Ba. 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 Ba sao vậy ba? Ba. Tôi nghĩ cô nên cân nhắc lời đề nghị của tôi. Dạ không cần đâu bác sĩ. Làm gì đi nữa thì cũng không có kết quả gì. Tôi cảm ơn bác sĩ. Vậy cô cố gắng uống thuốc đều đặn nha. Dạ. Ủa, Nguyệt. Chị hai. Chị có nghe anh Mách nói gì chưa? Bác nằm bệnh viện đã khỏe lại chưa? Ba em vẫn còn nằm trong bệnh viện. Chiều nay là chôn cất Vinh rồi. Hay là chị đi với em nha. Dù gì có gia đình bên em đi cúng giếng mới phải phép với chị. Có được không em? Chị chỉ sợ hai đứa mình cùng xuất hiện sẽ khiến người ta bàn tán đó. Không sao đâu chị. Bây giờ chị đi thay đồ đi. Em với chị đi rồi em đưa chị về. Được rồi, em đợi chị tí nha. Vậy em ra cổng bệnh viện em đợi chị nha. Em cứ ra ngoài đó đi, chị ra liền. Chào chị ạ. Chào dạ. Chị. Chú tổ trưởng, hai chú, có chuyện gì vậy? Chúng tôi tới đây muốn gặp chị Nguyệt. Ai nói sao? Dương đi mất nữa rồi hả? Anh đã tìm khắp bệnh viện rồi, nhưng mà vẫn không thấy. Được rồi, em sẽ cho người tìm Dương. Nếu nhìn có tin tức gì của Dương thì báo cho em biết nha. Để tôi gọi cô Nguyệt. Cô Nguyệt ơi, có người cần gặp cô Nguyệt nè. Chào hai anh. Chào mấy anh. Hai anh tìm tôi có chuyện chào gì? Chào chị. Mời hai anh ngồi. Theo như chúng tôi được biết thì hiện tại công ty Thiện Đức đang dự định mua nhà của ông Hòa để xây trung tâm thương mại. Có phải như vậy không ạ? Dạ đúng. Công ty chúng tôi cũng đã hỗ trợ cho gia đình nạn nhân, cho ông Hòa và con gái ổng. Chúng tôi vừa bắt được nghi can. Đó là anh Minh, con rể của ông Hòa. Vì mâu thuẫn với cha vợ trong vụ bán căn nhà, anh Minh đã nhận lời dàn cảnh cho ông Hòa sửa đèn bị chập điện. Nhưng không ngờ con gái của ông nhảy vô cứu, nên cả hai đã bị điện giật chết. Anh Minh đã khai mục đích lấy tiền để cờ bạc. Liên lạc với anh ta là một người đàn ông sử dụng số nợ bộ của Thiện Đức và chuyển khoản tiền công cho anh ta bằng tài khoản đứng tên là cô Cao Ánh Nguyệt. Có chuyện đó sao? Tôi không hề biết. Anh Bảo, mấy hôm trước anh nói mượn tài khoản của em để chuyển tiền cho ai đó mà. Có phải anh gây ra chuyện này không? Đúng. Đúng là tôi đã thuê anh Minh đó cảnh cáo ông Hòa để buộc gia đình ông ấy bán nhà lại cho công ty. Và tôi cũng đã mượn tài khoản của cô Nguyệt để chuyển tiền. Cô Nguyệt không liên quan. Anh Bảo, sao anh lại làm như vậy chứ? Anh Bảo, mời anh theo chúng tôi về trụ sở để làm việc.
Chuyện gì vậy con? Tại sao cậu bảo? Trời ơi, công nhận thơm thiệt á. Út còn nể Út nữa mà. Làm heo quay ngon hơn ở tiệm luôn. Dạ. Ngon cái gì mà ngon? Tôi thấy bài ra cái cách này á, thiệt thòi cho con gái tôi dữ lắm á nha. Thiệt gì mà thiệt? Trước sau gì tụi nó cũng cưới nhau mà. Con Hà nó chịu cái cách này rồi. Dạ tía, anh Nam ảnh xỉn vô thì anh ngủ thôi chứ có làm gì đâu tía. À. Trời trời, ngủ cho mày lưng à. Mày chưa thấy quan tài mày chưa đổ lại hả? Biết đâu thấy chuyện đó nó làm bậy thì sao? Mày phải để ý nó đó. Nó mà nước cục một cái cũng phải la làng lên đó. Dạ. Ê nè 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 nè. Ông bị gì vậy? Hả? La là làng sao? Đã cài bẫy cho gạo nấu thành cơm. Nếu mà nó có thiệt thì càng mừng chứ mắc gì la. Đủ khi mà nấu thành cơm rồi nó chê nó chịu.
tôi đem sửa lại cho cô nghe. Chị sửa đi. Cô không ăn cơm hả? Tôi không ăn nữa. Ngay từ đầu chỉ là sự nhầm lẫn thôi em à. Người anh yêu chính là chị song sinh của Nguyệt. Nguyệt đã lừa dối anh. Chị của Nguyệt cũng không hề yêu anh. Chỉ có anh là anh trai mà thôi. Và cô cũng đã bỏ đi, không lời từ biệt. Em nghĩ đi, anh cũng không nên lụy tình, đúng không? Em mới là người anh yêu thật sự. Vậy Sơn không dứt khoát với Nguyệt đi. Nguyệt có thể giúp anh đạt được cái gì anh muốn, đó chính là tập đoàn Thiện Đức. Anh đừng theo Nguyệt làm chuyện xấu nữa, không có tốt đâu. Anh biết rồi, anh chỉ là gương ông đắc lợi thôi. Không chỉ Nguyệt, còn có một người khác cũng đang đối phó với tất cả những người trong gia đình của chú anh, cho nên anh không cần phải ra tay. Nguyệt, có phải em không phải nhận sao? Nếu tôi cùng về bất ngờ, sao thấy được cảnh này? Nguyệt à, em nghe anh giải thích đi. Người mà anh yêu duy nhất, đó chính là em Nguyệt à. Em hãy tha lỗi cho anh có được không Nguyệt? Anh tưởng tôi không nghe được chuyện? Anh muốn lợi dụng tôi để có được Thiện Đức sao? Nói trắng ra, người lợi dụng phải là em. Em đừng tưởng tôi không biết em ngoại tình với ông Hải hả? Thật ra em chỉ lợi dụng tôi làm việc cho em mà thôi. Em thử nghĩ đi, đưa em từ một nhân viên quèn lên chức phó tổng giám đốc. Tôi nói có đúng hay không? Nếu như em không muốn có một kết cục thê thảm thì tốt nhất tự động rút lui khỏi tập đoàn đi, nhường chức tổng giám đốc lại cho tôi. Anh đúng là đồ bỉ ổi. Bỉ ổi hả? Nếu nói về bỉ ổi thì có là người bỉ ổi. Đây chỉ là cảnh cáo thôi. Nếu như anh biết thân biết phận, tôi không phải đơn giản để cho người khác lợi dụng đâu. Tốt nhất anh nên rút về công ty con và yên phận ở đó đi. Nếu không, tôi sẽ chọn chết đau đớn. Chào chị. Dạ. Dạ có chuyện gì vậy mấy chú? Dạ có cô Nguyệt ở nhà không chị? Dạ cô Nguyệt còn đang ở công ty, chắc còn lâu mới về. Mà mấy chú tìm cô Nguyệt có chuyện gì không? Chúng tôi có chuyện muốn mời cô Nguyệt hợp tác. Chuyện có quan trọng không? Để tôi nhắn lại với cô Nguyệt. Chị thôi khỏi đi, để chúng tôi tự tìm tới công ty. Cảm ơn chị. Dạ cảm ơn chú. Chào chị. Dạ chào hai chú. Đi. Alo cô Nguyệt ơi. Alo. Có chuyện gì vậy chị Xuân? Công an vừa tới nhà mình đó cô. Cái gì? Công an tới nhà mình hả? Có chuyện gì vậy? Dạ, họ nói là có chuyện quan trọng nên tìm cô hỏi chuyện. Mà thấy thái độ họ có vẻ căng lắm. Cô có làm chuyện gì đúng tới pháp luật không? Chuyện gì là chuyện gì? Bà đừng có nói bậy bạ. Nhiều chuyện vừa thôi. Không lẽ hồi nãy mình mạnh tay quá sao? Làm sao bây giờ? Cô sao rồi? Cô đỡ hơn chưa? Dạ, con vẫn hay bị mệt như vậy. Con hết thuốc rồi, ngày mai dì đi lấy thuốc giùm con nha. Mua thuốc như bữa hổm phải không? Dạ, con cảm ơn dì. Tôi cũng vì muốn kiếm tiền để lo cho mấy đứa con nên phải nghe lời cô Nguyệt nhốt cô ở đây. Tôi có lỗi với cô lắm. Cô cảm ơn cái gì? Con không trách dì đâu. Thật ra vậy cũng tốt. Dù sao cô không còn được bao lâu nữa. Nè, cô ăn xong rồi cô nghỉ ngơi nha. Để tôi ra tôi mở cửa cho cô Nguyệt cái.
Dạ cô Nguyệt. Tạm thời tôi sẽ ở đây vài bữa. Có chuyện gì vậy hả cô? Tôi có chút rắc rối, tôi sẽ lánh mặt ở đây một thời gian. Bà đi thăm dò tình hình giùm tôi. Đi đi. Dạ. Tao cứ liên tiếp hết đứa này tới đứa kia xảy ra chuyện gì. Chị đã liên lạc được với con Nguyệt chưa? Dạ. Cô Nguyệt tắt máy luôn rồi ông chủ. Nghe công an nói họ có nhân chứng là cô Quỳnh, có cả vật chứng nữa. Cô Nguyệt thì lại trốn đi, nên chắc cô Nguyệt là hung thủ. Họ sẽ ra quyết định truy nã cô Nguyệt. Nhưng tại sao? Nó là giết thằng Bách chứ. Công an nói họ có gian tình với nhau, vì cô Nguyệt bắt gặp cậu Bách qua lại với cô Quỳnh, nên rất có thể cô tức giận ra tay giết cậu Bách. Chị nói sao? Thằng Bách với cô Nguyệt có... À... Trời trời à... Ông chủ, ông chủ, ông chủ đừng quá tức giận mà. Ông chủ, ông chủ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ông chủ, ông chủ dựa vô đây cho khỏe nè. Để tôi xuống mở cửa nghe ông chủ. Ông chủ thấy ổn không? Được rồi. Dạ. Trời ơi! Con tôi! Có ai cứu giờ con tôi không? Có ai không? Có ai cứu con tôi không? Con ơi! Con ơi! Dạ ông chủ, có cậu này tìm ông chủ. Chị ra ngoài đi, tôi có chút việc riêng. Dạ. Cậu đã tìm được tung tích của bà Lai chưa? Dạ. Sau vụ tai nạn khủng khiếp đó, bà Lai bị sốc nặng và được đưa vô trại tâm thần. Khoảng một năm trước đây, do tinh thần ổn định nên bà Lai đã được ra khỏi trại đi bán vé số dạo. Có những người bạn bán vé số chung nói là do một buổi chiều không kịp trả lại 20 tờ vé số, nên chiều hôm đó bà Lai đã trúng độc đắc. Và đó là lần cuối cùng người ta nhìn thấy bà Lai. Và hiện giờ tôi vẫn đang tìm kiếm. Cậu hãy quy động người, tìm càng nhanh càng tốt. Tôi chỉ sợ không còn kịp nữa. Dạ. Cô Nguyệt ơi, cô Nguyệt, có chuyện gì? Đây là tờ báo công an sáng nay. Tôi thấy có cái hình của cô bên này nè. Cô coi đi, hình nằm trong khu vực truy nã đó cô. Cô giết người thiệt hả cô? Không phải gì của bà. Bà ra ngoài đi. Dạ. Alo, tôi đây. Tôi có chuyện muốn nhờ anh.
đừng có trách tôi. Nếu muốn trách thì trách thằng chồng của cô. Quăng nó xuống. Dạ. Đừng má. Đừng má. Mẹ kia, làm gì đó? Đứng lại, chạy, chạy đi, đứng lại. Mẹ kia, đúng rồi, đúng rồi. Nhanh, nhanh xuống. Chúng tôi chính thức bắt giữ cô vì tội giết người. Tại hiện trường vụ án mạng của anh Bách, chúng tôi đã tìm được sợi lắc tay của cô. Cô Quỳnh cũng khai rằng cô đã ở với anh Bách trong khoảng thời gian anh ấy bị giết. Dấu vân tay trên hung khí cũng khớp với dấu vân tay trên chứng minh nhân dân. Giữ chỉ lại. Dạ. Tại sao em lại bắt chị? Em lỡ giết chết anh Bách rồi. Bây giờ chỉ có chị mới cứu được em thôi à. Em giết người sao? Anh ta phản bội em. Em tức giận quá nên mới đập đầu anh ta cảnh cáo thôi. Nhưng chắc do cú đập hơi mạnh nên anh ta chết rồi. Bây giờ công an đang truy nã em. Nguyệt à, em định làm gì chị chứ? Làm cho mọi người nghĩ em sợ tội nên đi tự tử. Cô Nguyệt ơi, cô Nguyệt, tôi xin cô đó cô Nguyệt. Dù sao cô ấy cũng là dì ruột của cô mà. Cô nỡ lòng nào cô giết cô ấy để thay tội cho cô vậy cô? Tôi xin cô đó. Bà im đi. Không làm vậy, không lẽ tôi bị truy nã suốt đời sao? Tôi cảnh cáo bà, bà mà tiết lộ cho ai biết thì bà đừng có trách. Nguyệt à, chị không ngờ em lại trở nên thủ đoạn như vậy. Tất cả cũng là do chị thôi. Nếu không phải vì chị thì anh Bảo đâu có lạnh nhạt với tôi. Tôi cũng đâu có đến với anh Bách để xảy ra chuyện này. Bởi vậy chị đi chết đi. Cô Nguyệt, cô Nguyệt ơi, cô Nguyệt. Đáng lẽ trên đời này có tôi thì không nên có chị. Con bóp vai cho bà nội thấy dễ chịu ghê vậy đó. Giống như con Dương hồi trước á. Cô Út, dù sao chuyện cũng lỡ rồi, hay là cô cưới tí con luôn đi. Hả? Đi. Cưới cái gì mà cưới? Phải đâu Út đẹp, sao giàu cũng được lắm mà con. Ừ. Chị Út. Ừ. Gì nữa? Chị cho bé Hà cơ hội kêu chị bằng má đi. Rồi sẵn tiện chị về chị làm chủ tiệm cái lò lạp xưởng nữa. Chị để chị cứ vậy hoài, chị bị ế tới già luôn đó. Tao ế kệ tao. Nhưng mà chị Út, em đang thắc mắc cái này nè. Ngộ lắm nha. Thắc mắc gì? Em kêu chị bằng chị Út đẹp. Ờ. Mà nếu như chị cưới tía của bé Hà là bé Hà sẽ kêu chị bằng má. Mà em lấy bé Hà, em phải kêu chị bằng má. Trời, tự nhiên giờ kêu má đẹp, má đẹp. Ngượng miệng quá bà nội. Thôi được rồi, mấy người thôi đi được không? Tôi với ông hôm đó không có gì đâu. Xin lỗi nha, ế tới già tôi cũng không thèm cưới cha già dịch đó đâu. Thiệt không? Sống thiệt, còn em không có cơ hội kêu chị bằng má đẹp đâu. Má đẹp. Thiệt ra tía con cũng có cảm tình với cô Út lắm á. Người ta nói thương nhau lắm cắn nhau đau, phải không nội? Vậy thì đợi đám cưới hai đứa tụi con xong đi, tới lúc đó bà nội tìm cách tác hợp cho hai đứa nó. Dạ. Mình đợi tới lúc đó lâu lắm nội, mình coi lúc nào được mình tác hợp liền luôn. Nội, thứ sáu tuần này con đi thành phố khai trương cái đại lý ở trên đó. Thứ hai con mới về. Em đi với anh nha. Thôi đi. Ta đi làm chứ không phải đi chơi đâu.
Thì em đi em phụ với anh. Sẵn em cũng muốn lên thăm con Ngọc luôn. Hai đứa đi đi. Ở trển chơi vài ngày. Ở trên đó đồ đạc đa dạng lắm. Dạ. Con muốn mua sắm gì con cứ mua ở trên đó luôn đi ha. Dạ. Quyết định vậy nha. Ờ thì anh nội nói rồi không lẽ không chịu. Cái thằng chú Sáu mới chắc là tới liền. Chú Sáu. Dạ chào bác. Dạ vô đây chú ngồi. Mời chú Sáu ngồi. Gì đây? Tao sắp làm ba vợ mày rồi. Chú cái gì kêu tía luôn đi. Dạ tía. Ờ tía uống nước đi. Hình như thiếu cái mùi của cái bà ấy chồng phải không ta? Qua kiếm bút đẹp phải không? Đâu có. Cũng quan rước hạ về. Tí đừng có làm bộ nha. Con có anh Nam đưa về rồi, cần gì mà tí rước nữa. Giờ có cớ qua thăm nhà thông gia nên qua thăm người ta hoài còn gì nữa. Thôi đừng có tào lao quá đi cô ơi. Tía thiệt ra chị Út Đẹp bị đau bụng từ chiều tới giờ luôn á. Gì? Nguyên một nhà kêu chị đi bệnh viện mà từ chiều giờ chị không chịu đi. Trời đất ơi. Không biết có phải là cô Út bị đau ruột thừa không nữa. Bị cái đó mà không mổ để lâu là chết luôn á tía. Trời ơi, nó dập một cái là chết đó. Dạ. Ôi cái con đó nó cứng đầu lắm. Nó không có chịu đi bệnh viện. Sao vào? Đâu con vô kêu coi nó chịu đi không. Trời đất ơi. Chứ để vậy đó hả? Nguy hiểm lắm đó. Đúng rồi đó tía. Được rồi, để con vô kéo ba đi. Đi. Phòng nào vậy bác? Phòng này nè. Tía. Gì? Tía cứ mở cửa đi vô thẳng chứ đừng có gõ cửa nha. Chiều giờ nguyên nhà con gõ cửa kêu chị đi bệnh viện, chị la quá trời luôn. Thành ra tía cứ mở cửa, tía đi thẳng vô. Vậy đó hả? Dạ. Đi tía. Để tía đi. Dạ. Cái bà ế chồng kia, đi bệnh viện liền. Cái gì vậy? Tôi đây, trời ơi. Sao vô phòng tôi? Đi ra. Tôi đưa bà đi bệnh viện. Điên hả? Đi bệnh viện cái gì mày bệnh viện? Đi ra, nhanh lên. Bà không đi mổ, rủi bà chết, rồi ai gây lộn với tôi? Bị khùng hả? Dám trù tôi chết hả? Tôi thương bà muốn chết, mắc gì tôi trù bà chứ? Đi bệnh viện lẹ lên. Mày nói gì vậy cha? Tôi nói tôi thương bà lâu rồi. Mày ngại quá, tôi không dám nói, cho nên tôi kiếm chuyện cho tôi chửi chơi. Thiệt hả? Dốc con bà đó. Nghe lời anh. Anh luôn. Đi bệnh viện đi em, để người ta cùng mổ xẻ đồ nữa. Em thấy vậy mổ lâu lắm, mở không đó. Ông bị điên rồi hay sao? Tôi có bị gì đâu mà mổ không biết nữa. Đau ruột thừa, không mổ cho nó dập ra chết hả? Tôi đau ruột thừa nào. Ủa sao mấy người ngoài người ta nói? Trời, tụi con nó chơi thôi. Bởi vậy mới nghe được cái câu tôi thương bà lâu rồi. Còn bà thì cười tủm tỉm. Bộ thiệt vậy hả? Cười gì? Vô duyên quá. Thôi, hai người cứ tự nhiên vui đi nha. Đừng có ngại mà. Con với anh Nam với nội ra mà chơi nha. Làm gì vậy? Mở cửa ra. Trời ơi, nó khóa rồi kìa. Mở ra đi. Kể cái gì? Ông khùng hả? Bỏ ra đi. Cái gì vậy? Tôi thương thiệt mà. Không biết hả? Anh cần giúp gì? Tôi là hàng xóm của nhà anh Bách. Cái hôm mà anh Bách chết, tôi đi du lịch nước ngoài. Bây giờ tôi về tôi mới biết. Nghe hàng xóm nói mấy anh có tới tìm tôi phải không? Đúng vậy. Ừ. Hiện tại chúng tôi đã bắt được hung thủ giết người là con Nguyệt. Cô cũng đã nhận tội rồi. Ủa vậy hả? Tôi cứ tưởng cổ bị quan không đó anh. Cho nên tôi tới đây để cung cấp thông tin cho mấy anh nè. Anh nói vậy nghĩa là sao? Tôi nghe cậu Bách bị giết khoảng 1 giờ trưa. Rồi tại thời điểm đó thì tôi đang đứng chờ taxi đi ra sân bay mà. Tôi còn nhớ rõ lắm. Che cái mặt bà kính bích à. Tôi mới nghi là hung thủ. Vậy hung thủ là cô Nguyệt hả anh? Cũng rất có thể là người phụ nữ đó. Bởi vì nếu cô Nguyệt giết anh Bách, khi cổ vừa rời khỏi nhà,
bà ta vào phải phát hiện xác chết và báo công an liền, chứ không phải đợi tới lúc cô Quỳnh tới. Cảm ơn anh về thông tin này. Chúng tôi sẽ tiến hành điều tra lại. Không có gì đâu, đó là nhiệm vụ của tôi mà. Chúng tôi đã tiến hành xác minh lại. Theo lời khai của nhân chứng, sau khi cô đi rồi, còn có người phụ nữ bí ẩn đi vào nhà lúc 1:05. Chúng tôi có kiểm tra điện thoại của anh Bách. Anh đã nhận cuộc gọi của đối tác vào lúc 1:03. Điều đó chứng minh lúc cô rời khỏi nhà anh Bách thì anh Bách vẫn còn sống. Vậy là sao anh? Cô không liên quan tới vụ án này. Chúng tôi sẽ trả tự do cho cô ngay bây giờ. Nên được thả. May quá, ông chủ biết được, ông mừng lắm. Về nhà mau đi cô, ông chủ bệnh nặng lắm rồi đó. Tôi đi cô, ông chủ trông cô lắm đó. Thôi tôi đi đi. Thôi tôi không có đi đâu. Ông chủ cần gặp cô lắm đó. Đi về đi cô. Ông chủ ơi, cô Nguyệt vô tội được thả rồi nè ông chủ. Ba, con về rồi là ba. Con không có giết anh Bách nên con được thả về. Vậy là tốt rồi. Ba, con xin lỗi chuyện con với anh Bách. Con vô tâm, giải thích cho thằng Bảo đi. Anh Bảo đi đâu hả ba? Ủa, cô làm sao vậy? Cậu Bảo đi tù 2 tháng nay rồi mà. Dạ, mấy ngày nay con ở trong trại căng thẳng quá, đầu óc lúc nhớ lúc quên. Con hứa với ba, ba chết rồi, con cũng phải lo. Dạ, con hứa với ba. Ba yên tâm nghỉ ngơi đi. Ba, Ba sao vậy ba? Mọi người ra ngoài nha, để ông nghỉ, ông mệt lắm rồi đó. Dạ dạ. Mời mọi người. Dì Xuân, sao ba con lại như vậy? 2 tháng trước ba vẫn còn khỏe lắm mà. Bệnh tim của ông chủ gần đây bị tái phát, tin buồn cứ dồn dập. Cậu Vinh chết, cậu Bảo đi tù, cậu Bách chết, lại thêm cô ở tù nữa. Bệnh nó càng nặng hơn. Bác sĩ nói là ông không kéo dài được bao lâu nữa đâu. À, còn chuyện anh Bảo là sao hả dì? Anh còn vô tù bị té đập đầu, bây giờ lúc nhớ lúc quên. Con chỉ nhớ là anh Bảo đi tù, nhưng con có nhớ là ảnh bị tội gì. Cậu Bảo thuê người dàn cảnh cho người ta bị điện giật chết. Cái này trên báo mạng có hết, cô cứ vô coi đi rồi sẽ biết. Đầu cô bị nặng dữ không? Cô mau đi kiểm tra đi. Dạ. Dạ, bác sĩ nói con là bị mất trí nhớ một thời gian, từ từ sẽ hồi phục lại. À, cô vô phòng nghỉ ngơi đi. Ở trong tù hôm nay thấy cô ốm quá à, tôi xuống dưới nấu cơm nha. Dạ. Thank you.
Cô Nguyệt, cô Nguyệt, cô đi đâu vậy? Dạ, con tới trại giam thăm anh Bảo. Con không tin ảnh làm ra những chuyện như vậy. Con phải tới hỏi rõ ảnh mới được. Con đi nha. Được rồi, tôi mở cửa cho con. Dạ. Con đi nha. Dạ. Chị, nếu có chuyện gì cứ gọi cho tụi này. Đi đi. Dạ. Nguyệt, tại sao lại làm như vậy? Tôi không ngờ số gì lớn đến như vậy. Đã không chết mà còn thoát khỏi tù tội. Bây giờ tôi đã không còn mang tội giết người, tất nhiên chị phải trở lại phòng giam này trả lại thân phận cho tôi. Em nói cho chị biết, có phải em gây ra cái chết của ông Hòa rồi để cho anh Bảo nhận tội thay không? Sao chị biết được? Ai nói với chị? Chị đọc trên mạng thấy anh Bảo dùng tài khoản của em để chuyển tiền cho Tinh Minh. Anh Bảo tuyệt đối không bao giờ làm những cái chuyện như vậy. Đúng, là do tôi thuê Tinh Minh đó. Rồi hướng công an nghĩ anh Bảo là kẻ chủ mưu. Tôi đã bắt chị để uy hiếp ảnh nhận tội thay cho tôi. Người hại ảnh ở tù suốt đời là chị chứ không phải là tôi. Hai người đừng có mơ mà gặp lại nhau. Nguyệt, chị không ngờ em lại trở nên thủ đoạn và tàn độc đến như vậy. Nguyệt ơi, em quay đầu lại đi mà. Em đừng phạm thêm những sai lầm nữa. Chị im đi. Tất cả mọi chuyện đều do chị mà ra. Rồi. Em qua bên hỏi thử coi. Dạ. Cô ơi. Gì con? Cho con hỏi, nhà cô Liên bên đây đi đâu rồi cô? Đi mấy tháng nay rồi, đi đâu rồi? Dạ, cô cảm ơn cô. Ừ. Anh Nam nè. Sao rồi em? Đi đâu lâu lắm rồi, mấy tháng nay rồi. Có khi nào họ dọn đi chỗ khác ở luôn không? Nhỏ Ngọc này, chuyển chỗ ở, đổi số điện thoại cũng không nói cho em biết nữa. Bực mình. Nhiều khi quên. Mai mốt tự động sẽ liên lạc lại với mình thôi. Em có thấy đói bụng không? Mình đi kiếm với ăn đi ha. Dạ. Đi. Thả con ra đi dì. Cô ơi, tôi không dám mở đâu cô ơi. Dì ơi, dì thả con ra đi. Nguyệt đã làm nhiều chuyện sai trái lắm rồi, hại chết nhiều người lắm. Dì ơi, dì mau mở cửa ra đi. Con phải ra ngoài, con phải ra ngoài để cứu anh Bảo dì ơi. Chứ nếu không thì anh sẽ bị án quan chung thân suốt đời đó dì. Dì ơi, dì coi như là dì làm việc thiện tích đức đi dì. Dì ơi, dì thả con ra đi dì. Dì ơi, dì ơi, dì giúp con đi mà. Thực ra là tôi cũng áy náy khi giúp cô Nguyệt làm những chuyện xấu đó lắm. Toàn là những đồng tiền tội lỗi. Tôi chưa khi nào tôi yên giấc được. Thôi giờ cô cứ đi đi. Rồi cái gì tôi nói là cô đánh tôi,
tôi bất tỉnh rồi cô chạy thoát. Dạ, con cảm ơn dì nhiều lắm. Con cảm ơn dì. Ông ấy sắp đi rồi, chị nói chuyện với ông ấy đi. Ông yếu lắm đó, cô mau vào gặp mặt ông đi. Tôi xuống dưới. Dạ. Nha. Ông nói tôi gì? Tôi muốn xin lỗi chị. Ông chủ nói gì vậy? Sao ông chủ lại xin lỗi tôi? Chị là chị Lai. Vài hôm trước thám tử đã đến báo cho tôi, chị chính là chị Lai. Chị đã mua chuộc chị Sơn, giả làm chị ấy. Con ơi là con, Minh ơi, con ơi. Áo tay dài, cổ cao, để che vết bỏng năm xưa. Chị đã tráo thuốc của tôi từ bấy lâu nay. Ông có uống thuốc đều đặn như là tôi kê ra không? Dạ có chứ. Vậy sao bệnh tình không có cải thiện được chút nào hết? Vậy hả? Ông đưa thuốc cho tôi coi sao. Tôi đã thuê thám tử để tìm kiếm tung tích của chị từ lâu rồi. Nhớ 28 năm trước, vì ông tham lam tàn trữ pháo lậu, không nghĩ tới hậu quả, nó đã cháy, đã lây lan nhà tôi và nhà anh chị Hoàng. Đáng lý ra ông nên chết được cái đêm hôm đó. Cả đời tôi luôn ân hận về điều này. Tôi muốn tìm chị và hai đứa con anh chị Hoàng để bù đắp. Ông bù đắp cái gì? Có đành lại mang cho chồng và con trai một tuổi của tôi không? Ông gây tội ác nhưng sống sung sướng suốt mấy chục năm qua, làm chủ tịch một tập đoàn lớn, có hai thằng con trai giỏi giang. Cũng may ông trời có mắt cho tôi tỉnh lại, rồi là công bằng cho chồng và con tôi và gia đình anh chị Hoàng. Tôi không ngại nói cho ông biết, thằng Vinh con ông là do tôi giết nó đó. Cậu Vinh ơi, cậu Vinh. Trời ơi, sao giờ này gì mới tới? Tôi còn phải nấu ăn cho ông chủ nữa. Tôi đem cơm cho cậu nè, có món canh khoai mỡ mà cậu thích nữa đó. Vì dọn ra cho tôi đi. Từ từ đã, lấy chén lấy đũa bỏ ra tô đàng hoàng thì cậu ăn mới ngon chứ. Cậu quen ăn chén dĩa rồi, để tôi lo cho cậu. Bớt lại bèn đi, làm thì làm thôi. Cậu đợi tôi chút đi. Đây, có cơm liền rồi đây nè. Đó. Ở nhà sao rồi gì? Ông chủ vẫn còn giận cậu dữ lắm đó. Ăn từ từ thôi cậu, để hâm canh nóng rồi ăn cho ngon nha.
trả thù ông, trước tiên tôi phải lọt vô gia đình của ông. Bà Bảy đột nhiên xin nghỉ là do tôi dựng bàn kịch hù dọa bà đó. Tôi muốn bà biến khỏi khu vực này. Lần sau á, tôi cho bà một chén đó. Bà Bảy sợ bị trả thù nên mới dọn về quê, giúp sức cho tôi còn có thằng Bách. Bách, một lần nó tới chơi đã phát hiện ra tôi lén tráo thuốc của ông. Dạ, cô chào chú. Ừ, gọi đi con. Dạ. Dạ, xin phép ông chủ cho tôi lên dọn phòng. Ừ. Dạ, chào cậu. Chú à, con tới con đưa cho chú một số hồ sơ về gạch men cao cấp và thiết bị xây dựng. Chú coi qua rồi ký giùm con. Mọi việc đã xong hết rồi hả con? Cuối tháng này là công ty đi vào hoạt động. Ngày khai trương con sẽ coi lại, rồi sau đó sẽ báo cho chú biết. Ừ, để công ty hoạt động một thời gian, nếu có hiệu quả, hội đồng quản trị sẽ đầu tư thêm vốn, mở rộng quy mô hơn. Anh Trang, để quên cái kính trên phòng rồi. Dạ, chú ngồi đi, để con lại lấy giùm chú nghe. Ừ, lấy giùm chú đi, chú để ngay trên bàn á, vô là thấy liền. Dạ. Vì làm gì vậy? Tôi không làm gì hết á. Tôi chỉ lấy thuốc cho ông chủ, không có làm gì. Hai viên thuốc nhìn bên ngoài thì rất là giống nhau, nhưng viên này thì là trắng đục, còn viên này thì lại là trắng trong. Vì dám tráo thuốc của chú sao? Vì nói đi, ai kêu gì làm chuyện này? Hả? Được, nếu gì không nói, tôi sẽ báo chuyện này với chú. Tôi có thù với ông chủ, lần muốn hại hết những người nhà của ông. Nếu cậu hợp tác với tôi, cậu sẽ là người có lợi đó. Bà nghĩ tôi sẽ không tố cáo bà sao? Nếu người nhà ông thấy không còn ai, không phải cậu sẽ thừa hưởng hết gia tài này sao? Không chỉ là gia tài, mà cả những gì cậu muốn chiếm đoạt của gia đình này, cậu sẽ được toại nguyện. Suy nghĩ đi, cậu muốn làm chủ hay suốt đời làm công? Tôi đã khơi dậy lòng tham của thằng Bách để nó giúp tôi hoàn thành kế hoạch, và cũng chính tay tôi giết thằng Bách.